tử vi thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp tức ngày 12 tháng 9 năm 2024 âm lịch ngày Tân Hợi tháng Giáp Tuất năm Giáp Thìn Xung ngày Ất Tỵ Kỷ Tỵ Ất Hợi xung tháng Nhâm Thìn Canh Thìn Canh Tuất thứ hai này con giáp nào gặp nhiều may mắn con giáp nào gặp họa tai ương Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi tí ngày 14 tháng 10 năm 2024 hôm nay, cục diện tương hại tác động khiến tuổi tí dễ trở nên nóng nảy và cáu kình bản mệnh cho rằng mình là người hiểu rõ mọi việc nhất nên chỉ thích làm theo ý muốn cá nhân đồng thời không muốn ai can thiệp vào công việc của mình rất có thể thái độ làm việc như vậy của con giáp này sẽ khiến cho kẻ tiểu nhân chú ý do đó hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định đừng quá mức nóng vội đã bắt tay vào làm việc gì thì không tạo sơ hở cho kẻ khác lợi dụng thổ khắc thủy còn cho thấy nhiều mâu thuẫn đang tồn tại trong mối quan hệ giữa tuổi tí và nửa kia của mình. Để cải thiện tình trạng này, bản mệnh nên tránh tình trạng hiếu thắng, so đo hơn thua, bởi dù người thắng cuộc là ai thì đôi bên cũng sẽ chẳng thể nào vui vẻ. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ 17 giờ quý nhân phù trợ, sửu, thân màu sắc cát tường, đen, trắng. Hai, tuổi Sửu ngày 14 tháng 10 năm 2024 một trong những thử thách của tuổi Sửu chính là cần phải bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình và trở nên cởi mở hơn với mọi người. Đây cũng chính là cơ hội để bản mệnh trở nên tự tin hơn và mở rộng các mối quan hệ. Trong ngày mới này, tuổi Sửu có cơ hội để tự hào về bản thân sau những nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian qua. Con giáp này nhận ra rằng chỉ cần làm tốt những việc nhỏ thì việc lớn cũng vì thế mà trở nên thuận lợi hơn. Tuy nhiên tình hình sức khỏe của tuổi sửu không được tốt, hay bị ốm vặt, đau đầu, chóng mặt. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của người thân trong gia đình vì có thể có người bị bệnh nặng. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ 17 giờ quý nhân phù trợ, mùi máu màu sắc cát tường. Cà phê, xám. Ba, tuổi dần ngày 14 tháng 10 năm 2024 công việc của tuổi dậu kém may mắn. Việc làm ăn kinh doanh dễ có trục trặc vì tiểu nhân. Người đi làm công ăn lương thì chật vật với nhiệm vụ mới mệt mỏi vì mâu thuẫn với đồng nghiệp vận tiền bạc cũng khá chật vật con giáp này làm nhiều nhưng được hưởng ít được đồng nào hết đồng đó trong ngày cũng nên cẩn thận mất tiền rơi đồ vật có giá trị đi đâu cũng phải chú ý tư trang cá nhân vận tình cảm là điểm sáng trong ngày tình cảm vợ chồng ngày càng trở nên thắm thiết biết động viên nhau người độc thân được nhiều người để ý nhưng vì kén chọn nên vẫn chưa tìm ra được người vừa ý với mình. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ 21 giờ quý nhân phù trợ, hời, tuất màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh ra trời. 4. Tuổi mão ngày 14 tháng 10 năm 2024 xem bói tử vi hôm nay công việc của tuổi mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có tam hợp phù trợ. Song con giáp này cần phải đánh giá chính xác hơn năng lực bản thân và tình huống trước mắt nếu muốn lên kế hoạch phù hợp trong tương lai. Tuổi mão cũng không nhất thiết phải làm mọi việc một mình. Nhất là khi đứng trước những quyết định trọng đại. Hãy cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm bởi mọi người xung quanh luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho mình. Theo quan niệm dân gian, hôm nay là ngày không thích hợp để làm những công việc như xuất hành, động thổ. Vì vậy, nếu như con giáp này có ý định thực hiện những công việc trên thì nên lùi lịch lại chờ đợi một dịp khác thích hợp hơn. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ 23 giờ quý nhân phù trợ, mùi, hợi màu sắc cát tường. Xanh lá cây, xanh rêu. Nam, tuổi Thìn ngày 14 tháng 10 năm 2024 tuổi Thìn có thể đơn giản hóa mọi thứ, công việc nhờ vậy mà hiệu quả hơn. Với tính cách giản dị được thể hiện rõ nét, bản mệnh cũng sẽ có nhiều cảm hứng áp dụng sự tối giản trong cuộc sống. Trên phương diện tình cảm, tuổi Thìn biết bỏ bớt đi cái tôi kiêu hãnh, nhường chỗ cho hạnh phúc lên ngôi con giáp này hiểu ra rằng hai người cần lắng nghe chia sẻ và cùng tìm ra giải pháp vẹn toàn nhất để cùng cảm nhận hạnh phúc đích thực tuy nhiên từ vi cảnh báo tuổi thìn dễ bị ốm trong thời điểm giao mùa hãy xem trước dự báo thời tiết để chuẩn bị trang phục phù hợp bản mệnh nên cố gắng đảm bảo sức khỏe để không phải mất thời gian cho việc nằm lì ở nhà vì những cơn sốt mà chẳng làm được việc gì giờ tốt trong ngày 15 giờ 17 giờ quý nhân phù trợ tỷ Dậu màu sắc cát tường vàng nâu 6 tuổi Tỵ ngày 14 tháng 10 năm 2024 hôm nay sự nghiệp của tuổi Tỵ không tốt cẩn thận ăn nói kẻo mất việc Đi làm nên nhẫn nhịn một chút để có lợi về sau. Những người mới nhận việc khá nản với công việc hiện tại, không muốn ký tiếp hợp đồng làm việc dài hạn. Nếu con giáp này không nhanh chóng thay đổi và quản lý tài chính của mình chặt chẽ hơn thì chắc chắn sẽ rơi vào hoàn cảnh nợ nần. Những ai đang cầm số tiền lớn trong tay thì nên cẩn thận kẻo làm mất tiền, hãy gửi chỗ uy tín hoặc cất vào két. Tình cảm bình ổn, mối quan hệ với các thành viên trong nhà vẫn tốt đẹp. Con giáp này nhận được sự giúp đỡ của bố mẹ, người nào có con nhỏ thì nên để ý con và trò chuyện với con nhiều hơn nữa. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ 13 giờ quý nhân phù trợ. Sửu, dậu màu sắc cát tường, đỏ, hồng. 7. Tuổi ngọ ngày 14 tháng 10 năm 2024 nhị hợp nâng đỡ cho việc đầu tư, làm ăn của tuổi ngọ. Khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác sẽ giúp con giáp này rất nhiều trong việc tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn. Tuổi ngọ cũng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao bản thân con giáp này vốn luôn nhiệt tình với người khác nên người khác cũng sẽ rất sẵn sàng giúp đỡ con giáp này nhất là khi khó khăn xảy đến hỏa sinh thổ cho thấy trong gia đình con giáp này luôn cố gắng thấu hiểu những suy nghĩ và cảm nhận của con cái mình bằng cách thường xuyên tranh thủ thời gian rảnh rỗi để giao lưu trò chuyện con giáp này luôn muốn mình là bạn bè của con thay vì là bề trên giờ tốt trong ngày, 3 giờ 5 giờ quý nhân phù trợ, dần, tuất màu sắc cát tường, tím, đỏ. Tám, tuổi mùi ngày 14 tháng 10 năm 2024 mùi làm công việc có tính chuyên môn phát huy được nội lực. Những người làm việc nghiên cứu có cơ hội thành công cao được đánh giá tích cực và ghi nhận từ cấp trên tuy nhiên trong ngày này tuổi mùi hôm nay thường xuyên có cảm giác bất an thiếu quyết đoán tuy nhiên bản mệnh có thể khắc phục điều đó bằng việc tìm đến những người tích cực nên tìm người đáng tin cậy để có đủ những gợi ý lời khuyên thích hợp nhiều người rơi vào tình trạng nợ nần cũng chỉ vì không có tiền dự trữ trong khi khó khăn rắc rối hiện tại khiến tâm trí con giáp này không còn sáng suốt, hãy xin lời khuyên và hỗ trợ của người thân. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ 15 giờ quý nhân phù trợ, hời, tuất màu sắc cát tường, nâu, xám. 9. Tuổi thân ngày 14 tháng 10 năm 2024 tử vi cá nhân hàng ngày hôm nay, sự nghiệp của tuổi thân sẽ tiến triển vượt ngoài mong đợi. Thời gian là cây cầu tốt nhất để chứng minh năng lực của bản mệnh. Đừng ngại cống hiến, ai đang chờ điểm số thi cử, bằng cấp, chứng chỉ, xin việc thì sớm nhận được tin tốt. Tiếc là tiền tài công danh không được như mong đợi thay vì mong chờ may mắn tìm tới mình thì con giáp này nên tự lực cánh sinh bản mệnh hôm nay khó giữ được tiền có tiền lại phải tiêu nhiều giao dịch tiền bạc cũng không thuận lợi thêm vào đó vận tình cảm có chiều hướng đi xuống con giáp này cảm thấy chán nản muốn buông bỏ mọi thứ để tâm được an yên sẽ rất ít người quan tâm đến việc bản mệnh đã vất vả như thế nào nên bản mệnh cũng không có nghĩa vụ phải để ý đến việc người ta đánh giá về mình ra sao. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ 21 giờ quý nhân phù trợ, tí, tị màu sắc cát tường, vàng, trắng. 10 Tuổi Dậu ngày 14 tháng 10 năm 2024 hôm nay không phải là một ngày tốt lành đối với tuổi Dậu. Tốt nhất con giáp này nên tránh va chạm với bạn bè, đồng nghiệp. Bởi sau cùng thì người lãnh hậu quả cũng chỉ là bản mệnh mà thôi. Trong mối quan hệ với lãnh đạo, tuổi Dậu cần phải có cách cư xử khéo léo hơn, chớ nên nói năng quá thẳng thắn, bộc trực. Kể cả có ý kiến phản đối đi chăng nữa con giáp này cũng nên ăn nói sao cho dễ nghe. Thổ Sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp. Đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày. Bản mệnh tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để cùng đưa ra quyết định. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ 11 giờ quý nhân phù trợ. Sửu, Thìn màu sắc cát tường, Bạch Kim sắm. 11. Tuổi Tuất ngày 14 tháng 10 năm 2024 ngày hôm nay hậu thuẫn rất nhiều cho tuổi Tuất, nhất là người làm tự do, rất có ưu thế trong việc thương thảo hợp đồng với đối tác. Hơn nữa, thái độ cầu thị của bản mệnh cũng được ghi nhận và nhờ thế mà tiếng lành đồn xa tuy nhiên tình cảm lại có dấu hiệu dạn nứt. Thậm chí nếu bản mệnh không có ý thức xây dựng thì nguy cơ đổ vỡ lúc này rất cao. Con giáp này chớ nên gây tổn thương cho đối phương bằng những lời lẽ vô tình. Về phương diện sức khỏe, theo hải thượng lãn ông, ngày mới hôm nay là ngày con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở vùng thắt lưng, dạ dày, đại tràng. Giờ tốt trong ngày 17 giờ 19 giờ quý nhân phù trợ, thân, mùi màu sắc cát tường, vàng, cam. 12 tuổi hợi ngày 14 tháng 10 năm 2024 hợi khá thông minh và nhanh nhẹn, xử lý mọi tình huống trong công việc cực tốt. Tuy nhiên bản mệnh sẽ phải đánh đổi một số thứ để nhận được những điều tốt đẹp hơn. Nếu cứ y ạch tại chỗ thì rất khó đi lên. Vận tiền bạc kém may mắn, coi chừng họa hao tài. Nhiều khi sự nóng giận làm mờ lý trí, việc nhỏ lại hóa to, dễ mất tiền oan. Ngày này gia đình bản mệnh cũng chi tiêu khá nhiều cho những khoản phụ, làm ra đồng nào tiêu sạch đồng đó vận trình tình cảm cũng kém xác Đôi khi sự thẳng thắn khiến bản mệnh không được lòng những người xung quanh nhưng về lâu về dài thì lại tốt cho các mối quan hệ. Hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có nếu không muốn thời gian tới gặp rắc rối. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ 9 giờ quý nhân phù trợ, mão, dần màu sắc cát tường, đen, xanh lam.